Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, có một phát hiện dầu khí mới và đã đưa công trình giàn thỏ trắng 3 vào khai thác sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày. 6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu tập đoàn đạt 247,1 ngàn tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và bằng 56% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn khoảng 44,2 ngàn tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 59% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 227 ngàn tỷ đồng, vượt 6,1% kế hoạch và bằng 49% kế hoạch năm. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 được PVN tổ chức vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng với những kết quả đã đạt được, cùng với những chỉ tiêu cụ thể, giải pháp quyết liệt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính phủ giao trong năm 2017. Chia sẻ những khó khăn thách thức mà PVN đã và đang phải đối diện, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định Bộ Công Thương sẽ luôn bám sát, phối hợp với PVN trong việc đề xuất với chính phủ, bộ, ngành, hỗ trợ các cơ chế về nguồn tài chính, giải pháp tháo gỡ tồn tại vướng mắc khó khăn của tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên.